để mấy hình lại, 4-5 hình gì á, có thứ 5 hình. Hình nhỏ đi em cưới dễ thương đi. Với nhỏ rồi chụp với chị mà đầu tiên hà ta cũng nổi tiếng, nổi tiếng hơn nổi tiếng thì mình nổi tiếng làm hai chùm chùm tóc dễ thương quá. Cái này mấy cái đá đông thử nữa.
Chiếc Latinx là Lazimi cũng có được nữa. Mày cho mày gò hot Latinx vậy sao? Mm-hmm.